Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Mới đây, người dùng TikTok có tên Anati đã chia sẻ câu chuyện phát hiện chồng ngoại tình theo cách thật tình cờ và đầy bất ngờ. Người ta nói tốt đẹp thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại, nhưng Anna muốn công khai câu chuyện của mình nhằm kêu gọi những người phụ nữ khác hãy luôn lắng nghe linh tính của mình mách bảo như cách cô phát hiện chồng ngoại tình thế này. Ba mẹ một con tiết lộ rằng cô phát hiện chồng mình không chung thủy sau khi tình cờ xem được tài khoản TikTok của tiểu tam trên mạng và nhận ra cô ta còn được chồng chủ thớt dẫn về tận nhà. Anna giải thích rằng cô luôn nghi ngờ chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài, nhưng mỗi lần cô định dò la thông tin gì đó là chồng cô lại nhanh chóng cắt lời và còn nói cô vớ vẩn. Đăng tải kèm bức ảnh chụp chiếc xe hơi của người phụ nữ khác bên ngoài nhà mình, Anna nói: "Các bạn ạ, hãy luôn lắng nghe linh tính của mình mách bảo. Người chồng hiện tại và tôi đã cãi nhau về cùng một cô gái trong nhiều tháng. Tôi nhấn mạnh lại là vài tháng, chứ không phải vài ngày hay vài giờ đâu. Và lần nào cũng vậy, anh ta chỉ trích tôi là em thật điên rồ, em thậm chí còn không biết mình đang nói về cái gì. Chẳng có cô gái nào ở đây, em đang nói về cái gì vậy? Vậy mà xe của cô ta đậu trước cửa nhà tôi đêm nay." Anna không có mặt ở nhà vào thời điểm bức ảnh được chụp. Thực tế, sau phát hiện tình cờ trên TikTok, cô đã nhờ người bạn đến kiểm tra xem con gái mình có ổn không. Khi người bạn này đến nhà thì phát hiện chồng của Anna dẫn nhân tình về nhà, còn ngang nhiên đậu xe trước cửa. Cô nói, tôi hiện đang phải ra ngoài vì công việc, vì vậy họ nghĩ rằng họ sẽ qua mặt tôi dễ dàng. Trong một video tiếp theo, Anna giải thích rằng cô đã tải ứng dụng TikTok về điện thoại để giải trí trong thời gian vắng nhà và tài khoản của ả nhân tình của chồng cô đã ngẫu nhiên xuất hiện trên màn hình. Qua những đoạn video mà tiểu tam ấy đăng tải trên trang cá nhân, Anna có thể thấy chồng mình và cô ta đã dành thời gian bên nhau. Họ thậm chí đã cùng nhau vui vẻ vào cuối tuần trong mùa Giáng sinh. Anna nhớ lại, tôi đã có cảm giác nghi ngờ đó trong vài tháng nay, nhưng mọi thứ vỡ lở vào ngày tôi đến Mississippi. Tôi tải TikTok về một cách ngẫu nhiên. Thứ đầu tiên xuất hiện, thật buồn cười vì tôi thậm chí còn không theo dõi bất kỳ ai, là TikTok của cô ta và đó là khi tôi nhận ra rằng họ đã vui đêm Giáng sinh cùng nhau. Sau khi phát hiện sự thật, Anna đã gọi điện hỏi chồng cho ra lẽ thì anh ta lại bảo cô bị khùng. Để chứng minh cho lời nói của mình, cô đã gửi bức ảnh cho anh ta và nói, anh còn chối được nữa sao, rồi lập tức tắt máy. Các video của Anna đã thu về hơn 3 triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt bình luận. Trực giác của bạn luôn đúng, bạn đã làm được điều đó, thật đáng buồn là linh cảm ấy lại đúng. Một người bình luận tỏ ra đồng cảm với Anna và khen ngợi cô bản lĩnh. Một người khác đề nghị Anna trả đũa. Đặt cho đôi gian phu dâm phụ ấy 20 chiếc pizza với dòng chữ "Tôi không điên và tôi biết điều đó" trên mỗi chiếc bánh pizza. Thật tiếc vì bạn đã phải trải qua điều kinh khủng này. Người khác chia sẻ với Anna, tôi đã ở với người yêu cũ trong 11 năm. Chúng tôi đã tranh cãi về cùng một cô gái trong suốt 11 năm đó. Đoán xem, anh ta đã đính hôn với ai 6 tháng sau khi tôi bỏ rơi anh ta. Một người khác khen ngợi Anna về sự điềm tĩnh và nói thêm, hãy nhìn vào sự duyên dáng, đẳng cấp, điềm tĩnh và lộng lẫy của một người phụ nữ. Anh ta rõ ràng đã đánh mất điều vô giá. Giáo sư thiên tài Stephen Hawking, biểu tượng của lòng dũng cảm và kiên định, đã qua đời ở tuổi 76. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn không chỉ trong giới học thức mà còn các cộng đồng đam mê khoa học thiên văn trên toàn thế giới. Ở thời điểm hiện tại, Hawking có lẽ là cái tên khoa học nổi tiếng nhất. Ông là một trong những con người được đánh giá là thiên tài thời hiện đại, người đã đưa ra những lý thuyết khiến cho khoa học phải thay đổi tư duy về bản chất của vũ trụ. Vượt lên tất thảy, ông làm được những điều đó trong khi bản thân mắc phải chứng bệnh thần kinh cực kỳ nghiêm trọng, khiến ông bại liệt toàn thân, đồng thời mất đi khả năng nói chuyện. Ông chỉ có thể giao tiếp nhờ vào một hệ thống máy tính được cấy ghép vào lồng ngực. Người ta thậm chí còn làm một bộ phim tiểu sử về cuộc đời ông mang tên The Theory of Everything, tên tiếng Việt là Thuyết Yêu Thương. Thứ đã mang về cho Eddie Redmayne giải Oscar nhờ thể hiện hình ảnh của Hawking một cách quá xuất sắc.
Nhưng sau cùng, lý do ông được công nhận là thiên tài phải xuất phát từ những thành tựu. Và đó là gì? Hawking đã làm gì để khiến khoa học nhìn nhận lại bản chất của vũ trụ? Lawrence Krauss, nhà vật lý lý thuyết từ Đại học bang Arizona và cũng là bạn đồng nghiệp của Hawking chia sẻ rằng, ngay từ những năm tháng tuổi trẻ, Hawking đã có những khám phá cực kỳ ấn tượng. Krauss cho biết, trước khi Hawking xuất hiện, giới vật lý luôn tin tưởng rằng lực hấp dẫn cực mạnh của các hố đen vũ trụ có thể hút bất kỳ thứ gì và không một tạo vật nào trong vũ trụ có thể thoát ra được. Nhưng rồi bằng việc kết hợp các cơ chế lượng tử và thuyết tương đối của thiên tài Einstein, Hawking đã đem đến một công bố khiến cả giới khoa học phải giật mình vào năm 2012. Đó là ít nhất trên lý thuyết có một số loại hạt có thể chống lại quy luật đó, thoát ngược ra khỏi hố đen dưới dạng bức xạ. Các hạt đó sẽ được gọi là bức xạ Hawking. Trích một đoạn chia sẻ của Krauss từ năm 2012. Nó đã thay đổi toàn bộ những gì chúng ta vẫn hiểu về lực hấp dẫn. Hawking đã chỉ ra được một vấn đề hết sức cơ bản về cách giới vật lý lúc bấy giờ đang nhìn nhận thế giới. Vấn đề mà Krauss cho rằng đến tận lúc này vẫn chưa thể giải quyết được. Vậy nên, ảnh hưởng và di sản ông để lại là cực kỳ uyên thâm, Krauss cho biết. Vào giai đoạn cuối đời, căn bệnh của Hawking đã khiến ông hầu như bị tê liệt toàn thân và gần như không thể nói chuyện được nữa dù phải dùng đến máy móc hỗ trợ. Đây cũng là một yếu tố khiến nhiều người nhìn nhận ông là một thiên tài khi các thành tựu quá lớn được tạo ra dưới một thân thể vô cùng bất lợi. Một số người cho rằng, đôi khi vì những khó khăn về mặt thể chất mà Hawking có thể đưa ra được những ý tưởng xuất sắc. Như Keith Thorne, nhà vật lý từ Viện Công nghệ California, người thường xuyên cộng tác với Hawking, cũng đồng tình với quan điểm này. Có thể vì căn bệnh mà ông có thể đưa ra những hướng tư duy rất mới, ông có thể tập trung toàn bộ khả năng tư duy xung quanh một vấn đề và đưa ra những ý tưởng vượt ngoài khuôn khổ, Thorne chia sẻ. Và những ý tưởng ấy đến một cách thường xuyên vượt xa phần còn lại của nhân loại. Trong cả một đời, Hawking luôn hướng đến việc chinh phục những thử thách. Ví dụ năm 2008, ông chấp nhận thử thách từ công ty Zero G Corporation để trải nghiệm môi trường vô trọng lực. Công ty khi đó đã dùng một chiếc máy bay lên cao rồi lao ngược xuống trong vòng 25 giây. Ở khoảng thời gian đó, mọi người trong cabin không cảm nhận được trọng lực nữa. Tôi đã ngồi xe lăn trong gần 4 thập kỷ rồi, thế nên cơ hội được trôi nổi trong không gian vô trọng lực thực sự sẽ rất tuyệt vời, Hawking hào hứng chia sẻ trước chuyến bay. Sự kiện ấy đến giờ phút này sẽ được giới khoa học nhớ mãi. Nhà khoa học dành cả đời để thay đổi tư duy của nhân loại về lực hấp dẫn và rồi cũng được dành vài phút vui vẻ khi không có nó nữa. Thực sự rất phù hợp và tấm ảnh Hawking cười rạng rỡ là minh chứng cho điều đó.